Trần Như Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như mỗi thường lệ, mỗi cuối tuần chúng ta lại có chương trình đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề. Có thể đó là vấn đề thời sự, có thể đó là vấn đề quý vị đang quan tâm trên mạng xã hội, và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử. Và quý vị, trong suốt một tuần lễ qua thì dường như từ hôm thứ Năm cho tới bây giờ, toàn bộ cái chương trình của Phong đều tập trung vào ông Trump và những phản ứng từ các phía trong nội địa của Hoa Kỳ và chuyện gì xảy ra với lại cộng đồng bên ngoài, tức là các quốc gia bên ngoài thì giữ kẻ, một số người thì ủng hộ cho ông Trump lên tiếng. Tuy nhiên thì ở bên ngoài sẽ nhìn vào nước Mỹ như thế nào qua cái lăng kính của cái vụ án ông Trump, và quý vị, họ sẽ có nhiều câu hỏi và họ có nhiều thắc mắc, và điều này có thể sẽ dẫn tới việc mà họ đang trông chờ, nhất là cái sự thất bại của Joe Biden trong chính sách đối ngoại ở Âu Châu cũng như tại Trung Đông, và đang có mùi tại Á Châu. Thì quý vị, với những chính sách thất bại này cộng với lại cái việc mà gọi là tình trạng lạm phát ở khắp nơi, thì quý vị, các quốc gia và các lãnh đạo từ bên ngoài sẽ nhìn như thế nào về nước Mỹ, và họ sẽ dự đoán như thế nào về cái sau tháng 11 ai sẽ là người thắng cử. Thì đây sẽ là cái mối quan tâm hàng đầu của những lãnh đạo trên thế giới, bởi vì họ biết rõ là cái việc mà bầu cử tháng 11 này thay đổi chính phủ có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ thay đổi chính sách. Và khi thay đổi chính sách thì ai cũng dự đoán là chính sách của cái chính phủ kế tiếp, tức là có thể là ông Trump, sẽ thay đổi chính sách một cách cứng rắn hơn. Cái này thì tôi đã có nói trong cái chương trình mà chính sách đối ngoại của ông Trump rồi, thì quý vị có thể tìm lại xem. Tuy nhiên trong ngày hôm nay tôi chỉ nói về các cái sự đánh giá của các lãnh đạo của quốc tế, họ sẽ thắc mắc như thế nào trong cái vụ án của ông Trump. Quý vị, trước khi mà đưa lên cái phần này thì tôi cập nhật một chút xíu thông tin đi quý vị. Thứ nhất là từ khi mà ông Trump bị kết tội tới bây giờ, nhiều người cho rằng là ông Trump sẽ không tự bỏ phiếu cho mình được, tại vì theo luật của tiểu bang New York là ông không được địa phép bỏ phiếu. Tuy nhiên thì quý vị, ông không phải là cư dân của New York nữa, ông là cư dân của Florida. Thì quý vị, quyền bỏ phiếu của ông Trump vẫn là nằm trong tay của cái ủy ban bầu cử ở Florida, và cái người đứng trực tiếp hướng dẫn và định và ra lệnh cho ủy ban bầu cử là thống đốc của tiểu bang này, Ron DeSantis. Và Ron DeSantis đã lên tiếng và trực tiếp nói rằng ông Trump không mất cái quyền đi bầu của ông. Tôi không nói quyền tranh cử nha quý vị, quyền đi bầu, hai quyền khác nhau. Quyền tranh cử thì ông có rồi, không ai cản được tại vì nó ghi trong hiến pháp. Nhưng quyền đi bầu thì có một số tiểu bang là tội hình sự sẽ không được phép đi bầu. Thì quý vị, tiểu bang Florida là cái tiểu bang mà ông Trump đang cư ngụ và là cư dân chính thức, thì Ron DeSantis đã tuyên bố như vậy. Quý vị, đây là cái bản tin. Ron DeSantis đã cho biết là cái việc mà quyền bỏ phiếu của ông Trump ở Florida sau khi ông bị kết tội, cựu tổng thống Trump không mất cái quyền bỏ phiếu của ông tại Florida. Đó là lời phát biểu chính thức của ông Ron DeSantis. Mặc dù rằng là ông đã bị kết tội, trầm tội, tuy nhiên thống đốc của Florida Ron DeSantis cam kết rằng chắc chắn là cựu tổng thống Trump sẽ đích thân bỏ phiếu của ông tại cái tiểu bang nhà của ông là Florida. Và trong đó thì quý vị, Florida, nơi mà cựu tổng thống Trump đã chính thức trở thành cái nơi mà cư ngụ chính thức của ông từ năm 2019, và không có cho phép các cái người bị trọng tội đi bầu cho tới khi nào họ đã hoàn tất cái bản án của họ, bao gồm luôn cả cái vấn đề quản chế hay được ân xá. Tuy đây là và dưới luật của New York thì nơi ông Trump bị kết tội, ông vẫn có thể bỏ phiếu. Tuy nhiên, ông không có thời gian ở đây thì ông chưa có chính thức là bị án tù. Và trong đó thì nhiều cái nhìn quan điểm khác nhau về chuyện này, thì ông Ron DeSantis đã lên tiếng chính thức, cựu tổng thống Trump không mất quyền bỏ phiếu ở tại tiểu bang Florida. Ông DeSantis đã viết trên trang platform X, và quyền này không có bị xóa đi bởi tiểu bang Florida, và họ vẫn chưa có bị kết tội một cách gọi là sau cùng. Đây là lời phát biểu của ông Ron DeSantis đưa ra, có nghĩa là Ron DeSantis trên quy tắc tiểu bang Florida là tiểu bang không cho phép những người đang bị án tù là được phép bỏ phiếu, họ bị tước quyền bỏ phiếu.
Ok, cái vị đó là cái luật của tiểu bang Florida, trừ khi những người đó hoàn tất án tù và hoàn tất cái thời gian gọi là probation, tức là quản chế, hay là họ được ân xá thì họ mới được phép đi bầu trở lại. Đây là cái luật của Florida. Thì quý vị, ông Trump là cư dân của Florida, trên quy tắc thì ông sẽ không được bỏ phiếu nếu như ông ngồi trong nhà tù. Tuy nhiên thì ông thống đốc Florida nói rằng vụ án này chưa phải chung cuộc, chưa phải kết thúc, và do đó ông Trump vẫn không mất quyền bỏ phiếu. Đây là cái tin tức mà cho quý vị thấy về, để quý vị thấy clear nó rõ hơn là tại sao tiểu bang Florida cấm những người mà gọi là tù tội đi bỏ phiếu mà ông Trump lại được. Thì ông Ron DeSantis có khẳng định là phiên tòa này chưa chấm dứt, nó chỉ là cái chấm dứt của cái phần sơ khởi thôi, nó còn kháng án, nó còn có sự quyết định của tối cao pháp viện của New York nữa. Do đó ông Ron DeSantis dựa trên quan điểm này và khẳng định ông Trump vẫn không mất quyền bỏ phiếu. Đó là cái thông tin thứ nhất. Và cái thông tin thứ hai, quý vị, ngay sau khi mà ông Trump bị kết tội thì nhiều người thắc mắc rằng là ông Trump sẽ bị mất phiếu. Tuy nhiên thì gần như là cái bản thăm dò mới nhất được thực hiện bởi NPR, PBS hay là Marist National Poll cho thấy rằng là ông Trump không bị mất nhiều. Quý vị, đây là cái tiêu đề. Quý vị, nếu như ông Trump bị phán tội, quý vị có ủng hộ, ít ủng hộ hơn so với ông Trump để bỏ phiếu cho ông Trump hay không? Không có gì khác biệt. Ở phía những người mà cử tri đã ghi danh thì là 67%, và những cử tri độc lập là 74% nói rằng không có gì khác biệt, họ vẫn duy trì lá phiếu của họ cho ông Trump. Và những người mà gọi là sẽ suy nghĩ lại, tức là ít ủng hộ cho ông Trump hơn, 17% bên cử tri đã ghi danh, 11% bên cử tri của Independent, tức là cử tri độc lập. Và nếu mà ủng hộ hơn sau cái phán quyết này thì 15% nói càng ủng hộ cho ông Trump hơn. Và bên cái khối phiếu độc lập cũng nói rằng là 15% họ sẽ ủng hộ cho ông Trump hơn. Tuy nhiên thì quý vị, để nói về điều này, có lẽ là cái chứng minh tốt nhất là làm cách nào chúng ta biết được ông Trump có sự ủng hộ. Và ngày hôm qua, ông Trump đã xuất hiện trong cái cuộc đấu võ đài gọi là UFC. Nó gọi là... đây là UFC, là một cái giải võ thuật của các võ sĩ gọi là MMA, tức là Mixed Martial Art. Thì quý vị, ông Trump đã xuất hiện trên UFC và ông đã được đón chào một cách khủng khiếp. Quý vị, tôi sẽ mở lại cái hình ảnh này cho quý vị xem về việc mà ông Trump được đón chào ở tại cái khu vực của gọi là của UFC, tức là nơi mà được xem là có rất nhiều những người ủng hộ cho ông Trump. Một lát nữa tôi sẽ mở lại cho quý vị xem ông xuất hiện. Thì quý vị, ở trên đây gần như là Trump đã nhận được cái sự gọi là ủng hộ rất lớn tại UFC 302. Quý vị, trong đó thì cựu Tổng thống Trump đã có mặt ở tại cái UFC 302 và nhận được rất nhiều những cái sự ủng hộ của các fan, tức là các người ủng hộ ở ngay gọi là Prudential Center ở Newark, New Jersey vào ngày thứ Bảy, ngay trong tiểu bang Blue State. Và ông đi ở ngay giữa đó cùng với là chủ tịch của UFC là Dana White, và ông đã gần lại vài giây để mà bắt tay với lại một nhân vật hài hước là Dio Von. Và trong đó thì quý vị thấy là đây là hình ảnh của ông Trump ở tại UFC đây quý vị, ok. Và trong đó thì trên trang Malcolm Flex nói rằng Donald Trump đã tới UFC 302 và trong đó đã được nhận được cái sự ủng hộ rất lớn của đám đông, và đám đông gần như là đã có cuồng điên vì ông Trump. Và quý vị, ở đây là chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh của ông Trump, tôi sẽ mở lên cho quý vị rồi. Ở trên platform X thì quý vị, ông xuất hiện là thì quý vị rất là đông đảo, và người ta đứng lên, người ta đón chào ông Trump, quý vị. Tất cả đứng lên giơ phone quay rồi chụp hình đón chào ông Trump tại UFC. Cái giải được xem là một trong những cái giải lớn của về MMA, tức là những võ sĩ về Mixed Martial Art, tức là gọi là MMA. Thì quý vị, đây là những cái thông tin để cho quý vị thấy được là cái mức ủng hộ của ông Trump không hề giảm đi, mà lạng vãng trong tuần này, bắt đầu từ ngày mai thứ Hai, kéo dài cho ngày thứ Sáu, thì sẽ có nhiều cuộc thăm dò của các công ty truyền thông đưa ra. Chúng ta sẽ cảm thấy cái tin tức bị hỗn loạn. Hỗn loạn tức là những cái cơ quan truyền thông mà họ bình tĩnh, họ đưa ra thăm dò cẩn thận, thì họ sẽ cho thấy cái mức ủng hộ của ông Trump như thế nào. Tuy nhiên thì những cái cơ quan truyền thông cánh tả như là MSNBC vân vân, thì quý vị, họ sẽ tìm cách đưa cái con số là cho thấy là ông Trump đã bị giảm đi phiếu. Tức là cái số lượng người ủng hộ ở những tiểu bang swing state hay là trên toàn quốc sẽ bị giảm đi sau khi ông bị kết tội. Thì quý vị, trong tuần lễ này, tức là bắt đầu từ thứ Hai cho tới ngày thứ Sáu, thì
các công ty truyền thông sẽ đưa ra và quý vị sẽ cảm thấy hỗn loạn trong các cuộc thăm dò. Tức là nó bị mix up, quý vị không biết chỗ nào thiệt, chỗ nào giả cả. Và cái này là cái mà tôi dự đoán trong cái tuần lễ này. Tức là một số cơ quan truyền thông thì nói là ông Trump bị giảm phiếu nặng. Một số cơ quan truyền thông thì nói là số phiếu không bị ảnh hưởng mà ngược lại còn tăng lên. Thì quý vị sẽ thấy là nó sẽ có sự mix up ở trong các cái cuộc thăm dò diễn ra trong tuần lễ này, bắt đầu từ thứ hai kéo dài cho tới thứ sáu. Đó là cái dự đoán của tôi. Rồi quý vị, đó là những cái thông tin mà đưa cho quý vị thấy về cái những cái diễn biến sau khi mà ông Trump đã bị cái tòa án, tôi gọi là tòa án nhân dân, tòa án cộng sản tại New York kết tội 34 tội danh. Tuy nhiên, quý vị, trong bài nói này thì tôi chỉ nhấn mạnh tới cái nhìn từ bên ngoài. Cái nhìn từ bên ngoài vào nước Mỹ. Thì quý vị, tại sao tất cả các lãnh đạo được xem là hàng đầu trong Liên hiệp Âu Châu đồng loạt im lặng? Bởi vì họ cảm thấy nhục nhã. Họ không biết cách nào lên tiếng hết. Thứ nhất, họ không ưa ông Trump. Từ Olaf Scholz cho tới Emmanuel Macron đều không ưa ông Trump. Do đó quý vị, nếu mà lên tiếng mà nói rằng là nền pháp trị Hoa Kỳ không ai đứng trên luật pháp theo kiểu của Joe Biden đó, thì họ sẽ bị backfire ngay tại Âu Châu. Họ sẽ bị backfire ngay tại Âu Châu. Tại chính họ cũng lên tiếng chỉ trích Putin cấm vận Venezuela cũng vì vấn đề này. Cũng một cái vấn đề tương tự như vậy. Họ chỉ trích Putin là đàn áp đối lập. Họ chỉ trích ông Nicolas Maduro, tổng thống của Venezuela, là đã không có cuộc của bầu cử công bằng tự do, sử dụng tòa án để bức hại đối thủ chính trị. Đại khái như vậy. Do đó, đám này nếu mà lên tiếng theo kiểu Joe Biden thì sẽ bị backfire, tức là sẽ bị phản ứng ngược. Còn nếu lên tiếng binh vực cho ông Trump thì quý vị, là đáng lý họ phải làm điều này. Tại vì họ chỉ trích về vấn đề nhân quyền của những nước khác mà. Nhưng nếu lên tiếng binh vực cho ông Trump thì mít lòng Joe Biden, trong lúc họ đang cần Joe Biden chi nhiều tiền hơn họ trong cái cuộc chiến tại Ukraine. Do đó quý vị, đám Âu Châu im lặng. Nhưng mà im lặng thì không có nghĩa là họ không có quan điểm. Họ biết đây là một cái nỗi nhục nhã lớn nhất của thế giới tự do và một cái xã hội quản trị theo dân chủ. Đây là điều nhục nhã nhất mà khiến cho họ từ nay về sau sẽ khó có thể chỉ trích bất cứ một nước nào khác, kể cả Trung Quốc, kể cả Bắc Hàn, Nga hay là Venezuela vân vân. Họ không thể chỉ trích được nữa. Bởi vì mỗi lần họ chỉ trích thì những nước này sẽ phản ứng: hey, tụi bay coi nước Mỹ kìa, Donald Trump kìa, có khác gì đâu. Do đó quý vị, thứ nhất là cái phản ứng của họ. Thứ hai, sự cái cuộc chiến tại Ukraine và cái cuộc chiến của Hamas và Do Thái cũng đang diễn ra và chưa có hồi kết. Trong 2-3 năm qua chưa có hồi kết. Cuộc chiến của Do Thái mới bùng nổ 8 tháng nay thôi, nhưng cũng không có hồi kết, là chưa biết bao giờ. Và Do Thái đã cảnh báo cuộc chiến này có thể sẽ kéo dài tới cuối năm. Còn cái cuộc chiến của Ukraine thì bây giờ Ukraine đang bị nguy hiểm. Mới ngày hôm nay Ukraine mới bắn một số những hỏa tiễn và sử dụng vũ khí của Tây Phương tấn công vào lãnh thổ của nước Nga. Nhưng điều này cũng có thể sẽ kích hoạt cho Nga tăng cường vũ khí và nhân sự ở tại chiến trường của Ukraine. Có nghĩa là cuộc chiến có nguy cơ bùng nổ lớn hơn. Nhất là Nga đe dọa sử dụng vũ khí Tây Phương tấn công vào lãnh thổ của nước Nga, là sự đối đầu trực tiếp của Tây Phương đối với Nga. Và cái nguy cơ cuộc chiến này bùng nổ lớn, và tôi đã từng phân tích cho quý vị là Nga đang có ý định chiếm lại 3 quốc gia ở vùng Baltic: Latvia, Estonia và Lithuania. Do đó, cuộc chiến này không có hồi chấm dứt. Và gần 3 năm qua, thế giới đã mệt mỏi với cuộc chiến này. Thế giới đã mệt mỏi cuộc chiến này. Cuộc chiến này đã gây tác động rất nhiều về giá cả năng lượng, về lạm phát và kể cả sự an ninh trên toàn cầu. Thì quý vị, họ mong muốn có một cái chính sách khác, nhưng mà họ không tự mình thay đổi được. Họ đều phải trông chờ vào cái quyết định của Hoa Kỳ. Tại vì Hoa Kỳ coi như là bán chính thức, tôi gọi là bán chính thức thôi, lãnh đạo của thế giới. Những cái quyết định của Hoa Kỳ đưa ra hầu hết là các quốc gia Âu Châu hay là đồng minh của Hoa Kỳ đều support, đều ủng hộ. Do đó, Hoa Kỳ được xem là cái quốc gia bán chính thức của một phần thế giới. Tức là các khối tự do đều xem Hoa Kỳ là bán chính thức lãnh đạo. Do đó, với cái chính sách của Joe Biden tiếp tục thúc đẩy về môi trường và xã hội, dẫn tới tình trạng bất ổn khắp nơi, lạm phát tăng và giá cả năng lượng tăng. Do đó,
gần như là họ muốn thay đổi chính sách. Nhưng mà thay đổi không được. Tại vì dưới triều đại của Joe Biden, bây giờ còn có vài tháng nữa thay đổi được cái gì? Thay đổi được cục diện gì? Do đó quý vị, họ không tin vào Joe Biden nhiều. Mà họ đang trông chờ sự thay đổi chính phủ của Hoa Kỳ để thay đổi cái chính sách đối ngoại. Và sự thay đổi này có thể làm cho thế giới tốt hơn. Có thể đạt tới những cái thỏa ước mà giống như cái bài hôm trước tôi có phân tích cho quý vị. Là có thể giúp cho tình hình thế giới ổn định hơn. Nhờ cái thái độ cứng rắn thay vì bây giờ nhu nhược. Do đó, về mặt diện thì đám Âu Châu im lặng hết. Trừ của Viktor Orbán và Phó Thủ tướng của Ý là hai người duy nhất lên tiếng trong vụ này. Còn lại tất cả các quốc gia Âu Châu đều im lặng. Họ im lặng là bởi vì sao quý vị? Họ không muốn binh vực cho Joe Biden. Họ không muốn binh vực cho Joe Biden. Và một phần nào đó họ mong muốn thay đổi Joe Biden. Tại vì họ thấy cái sự thất bại quá rõ ràng của Joe Biden trong chính sách đối ngoại rồi. Ngay từ lúc mà Nga tấn công Ukraine đã là cái thất bại đầu tiên. Trong thời đại của ông Trump, ông kiềm chế không để cho Nga gây sự. Ông kiềm chế không để cho nhóm Hamas có thể làm ẩu. Ông kiềm chế luôn cả Bắc Hàn. Không có vấn đề gì xảy ra hết. Nhưng mà tới thời Joe Biden thì tất cả bùng nổ hết. Có nghĩa là đám Âu Châu đã bắt đầu thấy được cái chính sách cứng rắn của ông Trump có hữu hiệu. Tức là nó đã work. Do đó quý vị, họ mong muốn thay đổi. Mặc dù rằng họ biết khi mà ông Trump thay đổi chính sách thì một phần nào đó họ bị thiệt hại. Họ sẽ bị thiệt hại. Nhưng mà sự thiệt hại đó là sự thiệt hại ban đầu thôi. Mua lại được cái hòa bình lâu dài. Điều họ cần là cái nền hòa bình lâu dài để phát triển. Chứ không phải là cái lợi trước mắt hay là cái hại trước mắt. Chính vì vậy mà từ bên ngoài nhìn vào thì bây giờ họ thấy cái việc định tội ông Trump là một nỗi nhục nhã. Nhục nhã tới mức mà họ không thể lên tiếng được. Và họ biết rằng sau cái vụ án này thì gần như họ sẽ không còn chỗ đứng trong cái việc chỉ trích về nhân quyền với những quốc gia khác. Đặc biệt là cái tổ chức nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc. Tổ chức này thì sẽ im lặng luôn. Bởi vì chính ông Trump là người cắt bỏ tất cả ngân sách dành cho tổ chức này. Do đó, những tổ chức này không dám lên tiếng. Không dám lên tiếng bởi vì lên tiếng một cái, lúc mà ông Trump quay trở lại chính trường, thì đừng hòng có một đồng. Ông Trump sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi Hội đồng Nhân quyền luôn. Giống như ông đã từng làm trong cái nhiệm kỳ đầu. Quý vị nhớ nhau, trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump rút ra khỏi cái Hội đồng Nhân quyền. Ông Trump rút ra khỏi cái cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc. Và đến năm 2020, ông rút ra khỏi cái Tổ chức Y tế Thế giới luôn. Khi mà đại dịch bùng nổ. Do đó, họ biết rõ, bây giờ mà đụng tới ông Trump, bây giờ mà đụng tới ông Trump binh vực Joe Biden, thứ nhất, họ không còn đủ cái tư cách để mà chỉ trích những nước khác về nhân quyền. Thứ hai, khi ông Trump nắm lại quyền, thì coi như họ mất trắng tay hết. Tại vì ông Trump đã từng làm với họ trong cái nhiệm kỳ 1 rồi. Bây giờ không ai cản ông Trump làm điều này trong nhiệm kỳ 2 cả. Do đó quý vị, toàn bộ im lặng hết. Toàn bộ im lặng hết. Và sự im lặng này, họ cảm thấy nhục nhã. Tại vì một vấn đề vi phạm nhân quyền, bức hại một đối thủ chính trị rõ ràng như vậy, mà họ không dám lên tiếng, thì bây giờ cái bản báo cáo của họ về nhân quyền với nước khác, còn ai tin nữa? Bản báo cáo nhân quyền của họ với nước khác, về nước khác, ai tin nữa? Thì quý vị, do đó, đứng từ bên ngoài, họ mong ông Trump trở lại quyền, trở lại làm tổng thống. Để họ còn có cái cớ để tiếp tục sử dụng cái chữ nhân quyền và dân chủ để chỉ trích những quốc gia độc tài. Còn nếu bây giờ mà ông Trump thất cử nữa, thì quý vị, toàn bộ họ sẽ không còn giữ được cái lề lối và cái cương vị của tiền đồn của thế giới tự do. Cái tiền đồn này đã bị phá bởi chính đảng dân chủ của Hoa Kỳ. Cái tiền đồn bảo vệ cho cái xã hội quản trị theo lối dân chủ và một nền tự do đã bị phá bởi Joe Biden. Và nguyên cái bộ sậu đảng dân chủ. Vì chiến thắng lần này, họ đã phá vỡ tất cả những cái tiền đồn mà họ chống lại những chế độ độc tài toàn trị. Thứ nhất, quý vị, cái vấn đề dân chủ, quý vị thấy, họ chỉ trích những quốc gia khác là bức hại đối thủ chính trị. Không có bầu cử công bằng và tự do. Thì bây giờ nó đang diễn ra ngay trên đất nước Hoa Kỳ. Qua vụ án của ông Trump.
Thứ hai là mức độ chuyên chế nhiều hơn. Quý vị thấy là bây giờ họ nhân danh môi trường, họ nhân danh công lý xã hội, họ áp đặt những cái luật rất chuyên chế từ Âu Châu. Quý vị, thứ nhất là gì? Họ thúc đẩy cái vấn đề nghị trình xanh. Họ bắt mọi người phải sử dụng điện, không được sử dụng khí đốt thiên nhiên, không được sử dụng ga, than đá, không được sử dụng dầu hỏa, bởi vì khí carbon, khí methane nhiều quá. Thì quý vị, họ áp đặt một cách chuyên chế. Nó đã gây ra bất mãn cho thế giới. Và cái thứ hai là cái vấn đề công lý xã hội. Họ cũng áp đặt chuyên chế quá nhiều. Họ ra luật, họ bắt tất cả các công ty phải tuân thủ tất cả những cái luật antitrust của họ. Rồi họ bắt tất cả các công ty phải tôn trọng tất cả những cái quyền tư ẩn của người dân trong mạng xã hội, vân vân và vân vân. Họ ra những cái luật này, họ chuyên chế, họ áp đặt. Thì quý vị, người dân ở Âu Châu đã bắt đầu mệt mỏi. Và cái cuộc gọi là kết án của ông Trump, kết tù chứ, kết tội ông Trump đó quý vị, là đã dẫn tới một cái sự bất mãn lớn tại Âu Châu. Họ không tưởng tượng được tại vì sao xưa nay dân Âu Châu họ muốn quay trở lại cái truyền thống cũ, nhưng bị đám cấp tiến cực tả đẩy tới mức gọi là không còn quay trở lại được nữa rồi. Họ hy vọng là có ai đó như là ông Trump có thể giúp cho họ giữ lại một số những cái truyền thống cũ. Bây giờ chính ông Trump còn bị tống vào tù nữa và bị kết tội nữa. Thì quý vị, gần như dân Âu Châu không còn tin tưởng vào trong cái hệ thống pháp trị, cái hệ thống bầu cử dân chủ nữa. Họ thấy quá rõ ràng. Do đó, Âu Châu sẽ loạn hơn. Và đây là điều sợ hãi nhất của đám lãnh đạo Âu Châu. Họ sợ rằng cái việc định tội ông Trump này, nó lây lan qua Âu Châu. Những người mà bất mãn với cái chính sách cực tả bây giờ của Âu Châu đó, họ đã bất mãn từ một năm nay rồi. Và quý vị thấy những cái cuộc biểu tình của các nông gia đã xảy ra rồi. Bây giờ Âu Châu lại áp dụng tất cả những cái chính sách cứng rắn về môi trường nữa, thì khiến cho họ càng bị thiệt thòi hơn. Thì họ trông chờ ông Trump lên thay đổi. Ông Trump lên thắng cử tổng thống, thay đổi được vận mệnh. Thì bây giờ ông Trump lại chuẩn bị sách gói vào tù vì những cái tội vớ vẩn này. Thì họ cảm thấy rằng ngay cả cái nền pháp trị cũng đã bị phá hủy luôn. Vậy thì quý vị, còn ai đặt tin tưởng vào nền pháp trị, kể cả ở Âu Châu và cả Hoa Kỳ? Do đó Âu Châu lạng quạng bùng nổ loạn trước. Tức là những người này nói rằng nền pháp trị đã không còn giá trị. Mà đám lãnh đạo Âu Châu thì tiếp tục giữ im lặng. Do đó quý vị, họ dùng cách của họ. Họ dùng cách của họ để mà họ thay đổi vận mạng của họ. Thì đây là cái điều lo sợ nhất của đám Âu Châu. Đám Âu Châu là cái đám lo sợ nhất. Ngược lại, những kẻ ở Trung Đông, họ càng nhìn thấy rõ thì họ càng bảo thủ hơn. Họ nhìn thấy cái trò nhân danh về nhân quyền tấn công họ từ Saudi Arabia cho tới Vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay là Bahrain hay là Qatar thường xuyên bị chỉ trích về nhân quyền. Thường xuyên bị chỉ trích về nhân quyền bởi vì họ là những cái chế độ bảo hoàng. Thì quý vị, bây giờ họ thấy rõ ràng nếu mà đi theo cái xã hội dân chủ thì kết quả của họ không khác gì Donald Trump cả. Do đó, phía Trung Đông càng trở nên bảo thủ hơn. Họ sẽ chặn đứng tất cả những cái hành động gọi là manh nha mà gây băng hoại cho xã hội của họ. Họ sẽ áp đặt luật gay gắt hơn. Đây là phản ứng tôi nói từ bên ngoài, từ cái vụ án của ông Trump. Và quay trở lại Á Châu, thì quý vị, mặc dù Hoa Kỳ chuyển trục về Á Châu và đòi chỉ có làm việc với những quốc gia có chung giá trị, có chung giá trị thôi. Thì chính những quốc gia có chung giá trị này nó, ê, rồi một ngày đó, ngày nào đó, tôi là đảng đối lập, tôi cũng giống như Donald Trump mà. Quý vị, đã xảy ra tại Nam Hàn. Quý vị còn nhớ bà Park Chung-hee, bà tổng thống Nam Hàn vừa được ân xá cách đây không lâu. Bà vừa rời khỏi ghế tổng thống là bị truy tố ngay. Thì quý vị, tất cả những cái diễn biến này, nhưng mà bà tổng thống của Nam Hàn thì không gây ảnh hưởng nhiều. Nhưng cái vị thế của tổng thống Mỹ thì gây ảnh hưởng nhiều. Gây ảnh hưởng rất nhiều. Và đám dân chủ này nó dựa trên cái vụ án của Nam Hàn đó để nó truy tố ông Trump đó. Nó dựa trên cái vụ án của bà Park Chung-hee đó, để mà nó đưa ra cái ý tưởng là không có ai đứng trên pháp luật. Do đó quý vị, Á Châu sẽ rơi vào tình trạng họ cảm thấy cái sự nguy hiểm
và cuối cùng lạng vãng các quốc gia Á Châu vì bảo vệ cái ổn định xã hội, họ có thể nghiêng về độc tài toàn trị của Trung Quốc. Họ có thể nghiêng về phía độc tài toàn trị của Trung Quốc. Tại vì họ không tin tưởng vào cái giá trị của phía Hoa Kỳ rêu ra. Cái giá trị chia sẻ về dân chủ. Cái giá trị về quyền tự do chính trị. Họ không tin nữa. Và quý vị, cái chiến lược chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ sẽ gặp khó khăn hơn rất là nhiều. Đây là tôi phân tích cái nhìn từ bên ngoài cho quý vị thấy rõ là cái vụ định tội ông Trump là cộng đồng quốc tế nhìn từ bên ngoài vào như thế nào. Nhìn từ bên ngoài vào, từ những kẻ mà cực tả tại Âu Châu bây giờ không dám lên tiếng tung hô Joe Biden hay là tung hô cái phán quyết này. Tất cả đều giữ im lặng. Giữ im lặng là bởi vì nó hiểu được đây là nỗi nhục nhã. Đây là sự thụt lùi dân chủ. Và đây là phi dân chủ và phá hoại dân chủ, chứ không phải là dân chủ. Rất rõ ràng. Rất rõ ràng quý vị. Nếu mà đám Âu Châu mượn danh nghĩa dân chủ, bầu cử tự do và công bằng, họ sẽ nhìn thấy điều này. Do đó quý vị không dám lên tiếng ca ngợi cái vụ án này. Nhưng mà cũng không dám chà đạp ông Trump. Tại vì họ thấy được trong nội địa nước Mỹ. Trong nội địa nước Mỹ, quý vị thấy cái vụ của UFC, cái lực lượng ủng hộ cho ông Trump vẫn không suy giảm. Có nghĩa là cái tiềm năng thắng cử của ông Trump rất cao. Bây giờ mà buông lời xúc phạm tới ông Trump, hay là có những cái lời lẽ được xem là gây tai hại cho ông Trump, họ trả giá. Họ nghĩ rằng họ sẽ bị trả giá. Cho nên quý vị không dám xúc phạm ông Trump, mà cũng không dám ca ngợi cái phiên tòa này. Họ giữ im lặng hoàn toàn. Bởi vì họ nhìn thấy được cái lửa ủng hộ của ông Trump trong nước. Thì quý vị thấy ngày hôm qua đó, khi mà ông xuất hiện ở UFC, ở New Jersey, là một tiểu bang được xem là Blue State nữa, mà tất cả cầu trường đều đứng lên vỗ tay ủng hộ lúc ông Trump xuất hiện. Thì quý vị, họ thấy được cái lửa này. Họ thấy được cái lửa từ trong cái người dân và cử tri của Hoa Kỳ. Năm nay họ không dám làm nhiều việc để tác động. 2020, họ đích thân lên tiếng ủng hộ cho Joe Biden, toàn bộ cái đám gọi là Âu Châu lên tiếng thúc giục là bỏ phiếu cho Joe Biden. Còn năm nay tất cả đều im lặng hết. Không một tên nào dám lên tiếng hết. Tại vì họ đã nhìn ra được cái xã hội Hoa Kỳ có những cái khác, không phải là qua lăng kính của những cái đài truyền thông khuynh tả. Họ nhìn qua nhiều góc cạnh khác nhau. Họ mướn những công ty độc lập để thăm dò về cái khối cử tri của Hoa Kỳ. Thì quý vị, họ thấy được cái lửa này. Do đó bây giờ họ không dám lên tiếng. Và cái vụ án này có thể ảnh hưởng tới cái xã hội của Âu Châu. Tôi có thể nói là ảnh hưởng tới cái xã hội quản trị của đám cánh tả tại Âu Châu. Có thể khiến cho một số những quốc gia tại Âu Châu thay đổi quyền lực. Quý vị thấy mấy bữa trước không? Khi mà cái chính quyền bảo thủ lên bị chụp mũ là thân Nga của Moldova đó. Lật đật là Anthony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng của Đức, bay tới Moldova liền. Là bởi vì họ không muốn cái tư tưởng khuynh tả của họ bị đánh bại ở từng nước. Do đó Anthony Blinken phải bay tới Moldova, rồi tới phiên Bộ trưởng Quốc phòng của Đức cũng phải bay tới Moldova để lôi kéo. Trên mặt là đối phó với Nga, nhưng trên thực tế họ sợ bị mất quyền. Và lần này họ biết rõ ông Trump mà quay trở lại chính trường thì sẽ có nhiều thay đổi trên chính trường thế giới, bởi vì cái chính sách cứng rắn của ông Trump. Do đó quý vị, lần này từ bên ngoài nhìn vào thì không một tên nào gọi là có cân lượng dám lên tiếng, ngoại trừ những người đã ủng hộ cho ông Trump, từ ông Viktor Orbán, thủ tướng của Hungary, cho tới phó thủ tướng của Ý, tại vì Ý hiện nay đảng bảo thủ nắm quyền, đồng loạt lên tiếng ủng hộ. Còn quý vị, đám Âu Châu, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, rồi Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, tất cả đều giữ im lặng. Bởi vì họ không muốn là giờ phút này đưa ra một lời tuyên bố nào mà gây hại cho họ về sau. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!